15 tháng 9 năm Giáp Thìn. Và đội đua đầu tiên đấy chính là xóm 12. Với khí thế là ông chảy mới, mình đang nhận thấy là xóm 12, 13 đang giãn khá là xa so với ở xóm đi ở thứ hai. Đấy. Xóm 12 với trang phục là quần đỏ, áo đỏ, khăn vàng đang đi đầu. Hình ảnh rất là đẹp và khí thế. Và giãn xóm thứ hai là tới 3 tầm thuyền. Xóm 3 với trang phục là áo vàng, quần xanh, khăn đỏ. Đấy, ông trải xóm 3 với lực lượng cũng rất là trẻ và khỏe. Ngay sau xóm 3 là xóm Lội Khu, là đương kim vô địch. Đấy, là đội đua rất là mạnh và theo mình đánh giá là khả năng vô địch của ngày 15 này rất là cao. Và đứng thứ tư chính là ông trải của xóm 1. Ông trải xóm 1 với lực lượng trẻ và đầy quyết tâm. Tuy là xóm 1 là xóm ngắn nhưng mà cổ động viên của xóm 1 rất là đông. Đi ở vị trí thứ 5 chính là xóm Chùa Trong. Chùa Trong với trang phục là quần đỏ, áo đỏ và khăn đỏ. Đội đã giành chiến thắng của ngày 12. Còn đây là xóm 8 với trang phục là quần đỏ, áo đỏ và khăn vàng. Tiếp theo là đội đua của xóm 9. Xóm 9 với màu xanh. Cố lên Long ơi, Quân ơi, cố lên em ơi. Và ngay sau xóm 9 là đội đua của xóm 7. Đội đua xóm 7. Xóm 7 áo vàng. Có nào anh em ơi. Sau xóm 7 chính là xóm 2. Xóm 2 với trang phục là quần xanh, áo đỏ, khăn đỏ. Với ông lái trẻ nhất làng. Sau xóm 2 chính là đội đua xóm 6. Theo mình nhận thấy thì xóm 6 tải mới nhưng mà trong sông con thì cũng khá là lì. Còn đây là đội đua xóm 10. Xóm 10 với trang phục là màu xanh lõn túi, rất là nổi bật. Ngay sau xóm 10 chính là xóm 5, một đội đua trẻ khỏe, đi thứ 12. Xóm 5. Và ngay sau xóm 5 là xóm 12. Vâng, xóm 5 và xóm 12 lại đi cùng nhau. Đó, các bạn có thể thấy là cái không khí ở cả dưới sông và cả trên bờ. Đó, còn đây là ông trải của xóm 11. Ông trải của xóm 11 với trang phục là áo trắng và quần xanh. Cố nào nhá. Anh em cố nào. Xóm 11 quyết tâm nào. Và đi thứ cuối cùng chính là xóm 4. Xóm 4 là màu cam, quần đen, là đội đua đi cuối cùng. Các bạn có thể thấy là cái không khí ở cả dưới sông và cả trên bờ đều rất là náo nhiệt. Ông đi một mình thì không, để đéo chạy được đâu. Vẫn chưa nhìn thấy máy rồi ông thứ hai đâu. Trong này.
Xa kia là xóm 12 vẫn đang giữ vị trí đầu tiên, một mình một lước. Với khí thế của ông trải mới cho nên xóm 12 đang nghiến răng nghiến lợi vào mà chạy. Đây rồi, thấy thằng thứ hai rồi. Thấy đây rồi, vậy thì quần trắng áo quần trắng đỏ rồi, rồi khu ấy rồi. Quần trắng áo đỏ rồi. Khu ăn trong ba rồi. Và xa xa là xóm nội khu với trang phục là áo đỏ và quần trắng, có lẽ là xóm nội khu đã vượt được xóm 3. Chỗ này chú bảo có bao nhiêu, chỗ này cả một tầm têu mà 15 xóm nhít à? Không đấy. Chỗ này cũng này hơn một sông ngang, một con sông ngang là cùng nhiều sông ngang thôi, bằng một con sông ngang thì bao nhiêu chưa vượt được sông ba kìa. Đội khu đang đấu sông ba, trong một đám trong một đám này ba họ phải chưa vượt nó mà lên rồi, vậy là rất rồi, chưa vượt được. Bắt đi gần hơn đây này. Người đàn đằng sau cũng mấy nó người gần lắm rồi. Nhìn thấy mà cố lên. Nhìn thấy nón chuối rồi. Ngon rồi, nhìn thấy không? Rồi 2, 3, 4, 5, 6. Mình đi thứ 6 này cơ à? Thế thì tưởng nè. Thứ 6 hay thứ 7? À 5 7. Đi thứ 7 này cơ à? Mình quay cờ đi tí cho nó đẹp. Sau chứ đổi đéo giãn đâu mà. Đéo giãn đâu. 3, 2, 3, 4, 5, 6 này. 4, 5, 6 này. 6 mình đang đi thứ 7 à? Quay đi. Bảy chưa, từ tám tầng tám tầng chín tầng bảy này con chuối nó bám được ấy rồi, bám được số bảy rồi, mười này có mười nữa ba này chứ còn số ba đây ra chứ nó ở vườn đấy hay lắm, lon chuối chuối ngon rồi, mình khác rồi nên đoạn này là ăn thôi. Người khu còn chưa ăn được sống ba. Người khu và sống người đang đấu sống 5 hay sao ấy. Người hay lắm, người lên thứ 8 rồi. Và này bám được sông 7 nên là vượt sông 7. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Sông 5 vừa được. Đi vô đủ 10 chứ không chùa. Đi vô đủ 10 anh. Sông 5 làm sao gì mà vượt được sông 7. Đây là xóm chùa trong này. Hai lộ trên là xóm Lội Khu và xóm 3. Lội Khu và xóm 3 vẫn đang đấu mũi với nhau. Xóm Lội Khu vẫn chưa vượt được xóm 3. Đây là tại vị trí đò sông. Còn phía xa xa đi giữa dòng kia chính là xóm 8. Đang đi giữa dòng. Mình đi thứ 8 rồi. Sáu năm nó gần, nó bám sát cho người phết này. Đây là xóm 7. Anh em xóm
dài mà anh. Xem đây dài mà. Anh em 60 vô. Anh coi nhìn tận lên chiều gà được cơ mà. Người một ơi. Anh em 61 gỗ nào. Anh em 61. Nghĩa Hải ơi, có cố nào? Có mình mà cứ thiếu nhau mấy ông áo đỏ kìa. Ừ, được đấy, cũng không giãn lắm đâu. Đi ra mấy ông áo đỏ kìa, chắc là lên đỏ cửa gà hoặc thang nhập mồm. Còn nhiều thuyền. Là đây trong 6 à? Trong 4 này, trong 6. 4. Tí nữa cơ, để người ta biết vượt. Bây giờ nó mới chưa mệt. Vâng, người ta còn đi từ từ. Cái này bây giờ xóm 4 nhà nó đi đứng số mấy đấy? Đấy, tí nữa người ta mới cố, hồi giờ người ta cứ bình thường đã. Số 12, 13 của chúng ta đang dẫn đầu đoàn đua và cũng đang tiếp tục dẫn đầu vào pha nhập về. Ông lái ra anh em trên chiều số 12, 13 ơi! Số 12, 13 ơi! Vâng, xin quý vị cũng như bạn bè các quý khách chúng ta hãy để một tràng pháo tay chúc mừng cho số 12, 13 nào! Vâng, trong xóm 12, 13, chúng tôi nhận thấy chắc chắn sẽ là xóm Chùa Trong hay là xóm Lê Khu, không phải Chùa Trong. Vâng, xóm Chùa Trong, cổ động viên của xóm Chùa Trong ơi! Nhưng mà là xóm 12, 13, đã vào phòng nhà bè. Vâng, vào phòng nhà bè thứ hai là xóm Chùa Trong đang tiến vào phòng nhà bè. Vâng, ông lái và anh em chân trèo xóm Chùa Trong ơi! Cổ động viên xóm Chùa Trong ơi! Xin quý khách hãy để một tràng pháo tay chúc mừng cho anh trải xóm Chùa Trong! Vâng, vừa rồi là xóm Chùa Trong đang tiến vào khoa nhà bè bằng tứ điện và đi thứ hai. Vâng, tiếp theo là ông trải của xóm Lê Khu. Vâng, xin nhiệt liệt chào mừng năm mới và anh em chân chào xóm Lê Khu cổ động viên XGK. Ông nói và anh em chân chào xóm Lê Khu ơi. Vâng, xin quý khách hãy nhờ một tràng pháo tay chào mừng năm mới xóm Lê Khu vào vòng thứ nhất đi thứ ba. Vâng, như vậy là ba ông trải đang tiến vào cũng đang hoàn thành vòng thứ nhất tại khoang nhà bè. Vâng, như vậy là xóm Lê Khu đang quyền pha nhà bè vòng đầu tiên đi thứ ba và đang sang con sông ngang là ông trải xóm ba. Vâng, như vậy là
ông trời xóm ba đang tiến vào phan đà lò vòng thứ nhất đi thứ tư. Ông nói lên, còn như vậy là ông nói và anh em chân trèo xóm ba đang tiến vào phan đà lò vòng đầu tiên. Cùng chúc mừng ông nói và anh em chân trèo xóm ba cổ động viên xóm ba ơi. Đồng chí quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân chúng ta hãy mời chào pháo tay chào mừng ông trải xóm ba. Còn tiếp theo là ông trải xóm tám. Đồng chí nhiệt liệt chào mừng ông nói và anh em chân trèo xóm tám đang tiến vào phan đà lò. Ông nói và anh em chân trèo xóm tám cổ lên cổ động viên xóm tám ơi. Đồng chí quý khách hãy mời chào pháo tay chào mừng ông trải xóm tám. Tiếp theo là ông trải của xóm mười. Đồng chí nhiệt liệt chào mừng ông nói và anh em chân trèo xóm mười ơi. Cố lên! Đoàn xóm 10 đang tiến vào phan đà lò và tiếp theo xóm 10 đang tiến theo là xóm 7. Anh nói với anh em chân trèo phan đà lò. Cố lên! Đoàn tiếp theo xóm 7 là xóm 5. Đoàn chỉ nhiệt liệt chào mừng anh nói với anh em chân trèo xóm 5. Đoàn xóm 7 và xóm 5 hai anh nói đang tiến vào phan đà lò. Đoàn chỉ nhiệt liệt chào mừng ông trải xóm 7 và ông trải xóm 5 và tiếp theo là ông trải xóm 9. Ông trải xóm 9 đang các con sông ngang để tiến vào phan đà lò. Xin quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân hãy mời chào pháo tay cổ vũ cho các ông trải của chúng ta. Cổ động viên xóm 9, 3, xóm 5, xóm 7 ơi. Vâng, anh em chân trèo và ông đã xóm 9 cố lên. Vâng, như vậy là chúng ta đã nhận thấy các ông trải của chúng ta vào phan đà lò rất sát nhau. Vâng, vâng, cổ động viên xóm 9 ơi. Xin quý khách hãy cử một tràng pháo tay chào mừng ông trải xóm 9 đang vào phan đà lò. Vâng, đang cắt con sông ngang để tiến vào phan đà lò là ông trải của xóm xóm trường ngoài. Vâng, xin nhiệt liệt chào mừng ông nói và anh em chân trèo xóm trường ngoài ơi. Cố lên. Vâng, ông trải xóm trường ngoài đang tiến vào phan đà lò bằng cung cấp. Vâng, đằng sau xóm trường ngoài là xóm 2, vâng xin nhiệt liệt chào mừng ông nói là anh em chân trèo xóm trường ngoài và xóm 2. Vâng, như vậy là chúng ta nhận thấy ông trải của xóm trường ngoài đang vào phan đà lò và tiếp đằng sau xóm trường ngoài là xóm 2. Xin nhiệt liệt chào mừng hai ông trải đang tiến vào phan đà lò vòng thứ nhất. Cổ động viên của xóm trường ngoài cũng như là xóm 2 ơi. Vâng, xin quý khách tới lửa một tràng pháo tay chào mừng các con trải của chúng ta đang vào vòng thứ nhất tại phan đà lò. Vâng, như vậy là chúng ta đã nhận thấy một tết đầu tiên rất nhiều lượt ông trải đã vào phan đà lò và màn lượt đuổi lượt nhất lượt vẫn còn đang còn và khi bắt nước xuôi các ông trải sẽ ra sức vượt nhau. Vâng, đang cắt chuẩn bị sang con sông Lan và chúng tôi nhận thấy khăn vàng trang sức đỏ cũng đang cắt con sông ngang lưng cơ để đứng vào phan đà lò là ông trải của xóm 6. Xin nhiệt liệt chào mừng ông nói và anh em chân trèo xóm 6 ơi. Cổ động viên xóm 6 ơi. Xóm 6 ơi cố lên. Vâng, ông nói và anh em chân trèo xóm 6 ơi. Cố lên nào. Vâng, chúng ta đang tiến vào phan đà lò lần thứ nhất. Vâng, cổ động viên của xóm 6 cùng bà con nhân dân cùng quý khách tới mở một tràng pháo tay chào mừng ông trải xóm 6 ơi. Vâng, xóm 6, anh em chân trèo cùng ông nói xóm 6 ơi, cố lên, chúng ta đang tiến vào phan đà lò lần thứ nhất. Vâng, xin cổ động viên của các xóm chúng ta hãy cổ vũ nhiệt tình cho các xóm mình. Vâng, tiếp theo xóm 6 chúng ta nhận thấy là ông trại của 11. Xóm 11, vâng, như vậy là chúng ta thấy ông trại của xóm 11 đang cắt con sông ngang để tiến vào phan đà lò vòng thứ nhất. Ông nói và anh em chân trèo xóm 11 ơi, cố lên. Cố lên, cổ động viên của xóm 11 ơi. Vâng, xin quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân chúng ta hãy mở tràng pháo tay chào mừng ông trải xóm 11 vào vòng thứ nhất tại phan đà lò nào. Vâng, ông lái và anh em chân trèo xóm 11 ơi, cố lên. Vâng, như vậy là ông trải của xóm 11 của chúng ta đang vào phan đà lò để vượt lên vượt phan đà lò 6. Còn chúng ta bên kia sông La Láng chúng ta đã thấy khoảng cách của xóm Chùa Trong cũng đang bám dân xóm 12-13. Còn các màn nước xuôi sẽ thuận tiện cho các chân trèo thoáng mát hơn. Còn xa xa cũng tại phao gò 6 chúng ta thấy các ông trải của chúng ta.
và như vậy là ông trại của chúng ta đang bắt nước xuôi cùng với phía sông Đà Nẵng và các xóm đang vượt nhau. Và cũng tại Phan Nhà Bè, hai xóm cũng đang bàn vượt đuổi nhau để vào Phan Nhà Bè. Chúng tôi nhận thấy xóm 4 và xóm 1. Vâng. Chúng tôi nhận thấy xóm 4 và xóm 1 cũng đang đua nhau để vào Phan Nhà Bè. Phòng thứ nhất, xin cổ động viên của xóm 4 và xóm 1 ơi! Vâng, hai xóm của chúng ta đang gặp tiến vào Phan Nhà Bè. Xin quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng ông trại xóm 1 và xóm 4 đang tiến vào Phan Nhà Bè. Vâng, như vậy là chúng tôi nhận thấy xóm 1 đang tiến vào Phan Nhà Bè trước xóm 4. Xin cổ động viên của xóm 1 ơi, cổ động viên của xóm 4 ơi. Vâng, xin quý khách hãy cổ vũ cho hai xóm đang tiến vào Phan Nhà Bè vòng đầu tiên. Vâng, cũng tại bên kia sông chúng tôi nhận thấy các xóm đang đua nhau và đang có sự mài dài chân trèo. Và nơi hôm nay đang tạo cho xóm đuổi đúng không ạ? Vâng, hôm nay đang được xóm 10 đang quyết tâm. Vâng, xóm 10 đang quyết tâm, chúng ta nhận thấy xóm 10 đang ra sức quyết tâm. Liệu bàn lượt đuổi này có chiến thắng nổi hai xóm hay không? Vâng. Vâng, chúng ta nhận thấy sự khéo léo cũng như là sự dẻo dai của các ông lái và anh em chân trèo như thế nào. Bàn lượt đuổi và sự khéo léo giữa các ông lái làm sao tránh được và đi được, vượt được. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ tạo cơ hội cho các ông trải đằng sau tiến lên. Vâng, như vậy là chúng ta nhận thấy được kia đáng khoảng cách của các năm xóm bám sát theo cực kỳ. Có một hay không? Vâng, bên kia sân La Láng chúng ta nhận thấy xóm 9 cũng đang rất quyết liệt, đang quyết liệt để bám đoàn bên trên. Vâng, ban chủ nhiệm chúng tôi sẽ đến khu vực cốc chào để nhận lại hiện vật. Như vậy các ông trại của chúng ta đã vào Phan Nhà Bè vòng đầu tiên và dẫn đầu là xóm 12-13. Phan Nhà Bè bên kia Lãng. Vào Phan Nhà Bè chúng tôi nhận thấy là xóm Chùa Trông, cổ động viên của xóm Chùa Trông ơi. Vâng, như vậy là xóm Chùa Trông của chúng ta đang tiến vào Phan Nhà Bè vòng thứ hai, đang đi đầu tiên. Vâng, như vậy là đang cấp xong đôi chồng ăn đi cơ để tiến vào Phan Nhà Bè vòng thứ hai. Chùa Trông đang dẫn đầu. Xin quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân chúng ta hãy cổ vũ nhiệt tình cho ông trải xóm Chùa Trông đang vào vòng thứ hai. Vâng, xin nhiệt liệt chào mừng ông lái và anh em chân trèo xóm Chùa Trông. Vâng, xóm Chùa Trông đang tiến vào Phan Nhà Bè vòng thứ hai đi đầu tiên. Vâng, xin nhiệt liệt chào mừng ông lái và anh em chân trèo xóm Chùa Trông, cổ động viên xóm Chùa Trông ơi. Vâng, như vậy là xóm Chùa Trông đang tiến vào Phan Nhà Bè và vào Phan Nhà Bè lên Phan Nhà Sáu. Tiếp theo chúng tôi nhận thấy xóm 12-13 đang tiến vào Phan Nhà Bè phần thứ hai, đi thứ hai. Cổ động viên xóm 12-13 ơi!
ยินดีครับทั้งหมดนะครับฟ้าตั้งชาวเมืองหลวงจ่าย25ล้านตั้งเตรียมดาวพายาดาวของทุกท่านตั้งดีทุกท่านคนหลายใบเงินจนชาว25ล้านใบโปรดเรียน25ล้านใบให้ตัวผู้เรียนจนแล้วมาดูใบลาเอาใจสมเด็จไฮเมราบางปลาไฟระเบิดสิ่งที่แค่ใจหนูมุ่งจากสายตาจำมือเอาใจสมเด็จไฮเมราบางดังเตียงปลาไฟระเบิดกับคนสมุนเตลาสมเด็จผู้บางสมเด็จผู้มุ่งจากตึกทันวังเอาดอกเป็นฉันดังเตียงปลาไฟระเบิดตัวดังดูนึกในใจทำงานสมเด็จผู้ตอนนี้ใบลาชมเลยครูตั้งเตรียมมาฟังแบบชิ้นเงียบเงียบจำมึงเงินหลายบาทเงินจนเจ้าชมเลยชมเลยครูตอนชิ้นคุณแค่ตุ่นตาก้อนเงินจุดตาหายหนูจางเท้าใต้ใจมึงเงินใจชมเลยครูตั้งเตรียมมาฟังแบบฟังครูให้กูรู้เพื่อนตุ๊กตาตั้งเตรียมใบลาชมเลยครูตั้งเตรียมมาฟังแบบแบบช้าช้าทุกคนแบบชมเลยสมุทรทางเขียนตาฟ้าแดงตรงตัวให้โอรมีสมุทรบ้องโอรมีสมุทรเลยสิเมียเมียจำมึงเงินไหนบ้างเงินจำจะสมุทรทางเขียนตาฟ้าแดงพี่เปียวอยากได้สมุทรนายสมน้ำตันเขียนตาฟ้าแดงเป็นตำรวจรับเงินบ้องสิเมียเมียจำมึงเงินไหนบ้างเงินจำจะสมุทรมาสมน้ำตันเขียนตาฟ้าแดงพี่เปียวสมุทรทางเขียนตาต้องจ่ายเกือบสามเป็นที่เงินเงินจำนวนอันไหนมาอันเงินจนเจ้าสมเลยที่เงินเงินจำนวนอันไหนมาอันเงินจนเจ้าสมนั้นที่เงินเงินจำนวนอันไหนมาอันเงินจนเจ้าสมตามกฎระเบียบกฎบาสามเลยซึ่งคุณทุกดาวก็เงินเงินแล้วเมื่อชาวพระต้องจ่ายเงินได้จ่ายเกือบทุกตาแล้วก็บอกทุกท่านเริ่มดูใบลาทุกตาหยดถอยสมนั่นคุณดังเตือนเราฟังกันเลยอาชงตามคุณเป็นราชคุณดังอยากไปดังกับกันชงงานนะเอาใจสมบัยตอนชีวิตใจมันลงไหนมาเงินจะจะสมบัยเฮ้ยโกเน่โกดังเงินโกสมบัยเฮ้ยตอนสมบัยดังเตือนเราฟังกันเลยวันที่5สิ่งที่ขัดขืนในการตรวจการเงินจนจิตตาหายหนูช่างฝังใจจำเงินจ่ายฉันไปดังเตือนบ้าฟ้ายาแดงองไหนมาเงินจนจ่ายฉันไปเฮ้ยกูเดินบางกูระเบียนกูฉันไปเฮ้ยเตือนฉันไปทุกตัวยันไทยองไหนมาเงินจนจ่ายฉันมาบางองไหนมาเงินจนจ่ายฉันมาเฮ้ยกูเดินบางกูระเบียนกูฉันมาบางชิ้นคุณให้คุณมีแต่แบบคนงานไหนหนูจำเขาต้องจำให้ต้องจ่ายกับทุกตาดังเตรียมดาวช่วยอย่าแม่องไหนมาเงินจะเจ้าชมบ้านเฮ้ยเฮ้ยจะระเบียนกวดชมบ้านเฮ้ยบางอยู่ใบหน้าชุดตาเบื่อไทยหมดทุกรถปั๊มซักมาคุ้มรถยนต์เราตาฟ้าอย่าแม่บางทุ่งให้มาดังกับคนทำงานทุกตัวเขาต้องจ่ายกับสองชิ้นเขาจ่ายกับชั้นชีนนางเตียงยาฟังยาแบกูนักเพื่อนกูชั้นชีนเลยตึงตึงแค่ตึงอยู่กับเด็กบางคนเงินเงินจุตาให้หนูยิ้มจางเท้าใจชาวมึงก็เอาใจกับทุดานางเตียงยาฟังยาแบเป็นเงินจังเชิงมือเกดนางเตียงยาฟังยาหัวเสาจุดโตด้านยันไถ่หมดโต๊ะดังเหมือนเด็กหมดยาวเป็นชีนเงินจังเป็นเงินหลายบาทเงินจังเจ้าชั้นชีนเลยจะฉันชีเร่กูเล่นกูเล่นกูฉันชีเร่บางชีเงียบตาเมืองหลายตาเงียบจะฉันชีดังมาบอกกูหายตาเฝ้าอย่าแบกบางชีกูรบกวนกูฉันชีกูเงียบตาเด็กก็ฉันให้หนูจางเท้าไตจามึงก็ต้องจ่ายกับชุดตาตาชีกูแค่จางหนูจางเท้าแต่จามึงจ่ายฉันชีดังมาบอกกูให้หลายตาเงียบจะฉันชีเร่กูเล่นบางทีเจ้าสมชินเป็นเงินไหนแต่องไหนมาเงินจะเจ้าสมชูง่ายบางองไหนมาเงินจะเจ้าสมชูมาเออตัวเงินสมชูมาเออบางทีการเงินไหนนำเช้าสมชูง่ายและสมบ่าคนดังเล็กนิดเดียวบางซื้อสมชูง่ายบางทีเงินตุ้งเพชรตุ้งมือต่างหูบางคนเงินนั้นเกิดหัวใจสมชูง่ายก็มีสมบ่า
ông nói mà anh em chưa 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 ba ơi cố lên xóm hai ba xóm hai xin lỗi vâng vâng ông nói mà anh em nhân chưa 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 hai ơi xin lỗi một chào mừng ông nói mà anh em nhân chưa chưa xóm hai đang vào phòng nhà bè vâng như vậy là chúng ta vừa tự ngang để vào phong nhà bè chúng tôi nhận thấy ông trải của xóm sáu ông nói ba anh em cho trèo xóm sáu ơi cố lên vâng cổ động viên xóm sáu ơi vâng xin quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân hãy để những tràng pháo tay chào mừng các ông trải của chúng ta đang vào vòng thứ hai ông nói ba anh em cho trèo xóm sáu ơi cố lên vâng như vậy là đằng sau sân sáu chúng tôi nhận thấy xóm ba xóm mười một xóm mười một vâng đằng sau sân sáu đang cắt con sông ngang để bốn phao và phao nhà bè chúng tôi cũng nhận thấy xóm mười một vâng ông nói là anh em chân trời xóm sáu ơi như vậy anh trải của xóm sáu đang tiến vào phao nhà bè cổ động viên xóm sáu ơi vâng như vậy đang tiến vào phan nhà bè là ông trải của xóm 11 xin nhiệt liệt chào mừng ông nói và anh em chân trèo xóm 11 ơi cố lên ông nói và anh em chân trèo xóm 11 ơi cổ động viên của xóm 11 ơi vâng xin quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân hãy nổi những tràng pháo tay chào mừng các ông trải của chúng ta đang hoàn thành vòng thi thứ hai vâng xa xa bên kia đang chúng tôi nhận thấy các con trải của chúng ta cũng đang quyết liệt và bám sát nhau thay đổi liên tục vâng đang xôi dòng sông Nhật Cơ chúng tôi nhận thấy xóm năm đang nổi nước vâng đang xôi dòng sông Nhật Cơ để vào phao tiêm để chúng tôi nhận thấy đang tiến vào phao nhà bè cổ động viên của xóm bốn ơi ông nói và anh em chân trèo xóm bốn ơi cố lên vâng xin nhiệt liệt chào mừng ông trải xóm bốn đang tiến vào phao nhà bè vòng thứ hai cổ động viên của xóm bốn ơi xin quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân chúng hãy ta hãy nổ tràng pháo tay chào mừng ông trải xóm bốn đang hoàn thành vòng thi thứ hai tại phao nhà bè cổ động viên của xóm bốn ơi anh em chân trèo xóm bốn ơi ông nói xóm bốn ơi cố lên vâng như vậy là ông trải xóm bốn đang tiến vào phao nhà bè để hoàn thành vòng thi thứ hai và tiến lên phao sáu để bắt nước xuôi vâng bên kia sông An Nắng chúng ta cũng nhận thấy ba ông trải của chúng ta đang bám sát nhau vâng đang cắt con sông An là ông trải của xóm một đang tiến vào phao nhà bè để hoàn thành vòng thi thứ hai cổ động viên của xóm một ơi ông nói và anh em chân trèo xóm một ơi cố lên vâng chúng ta bên kia sông An Nắng chúng ta đang thấy các đoàn lực lượng của xóm các xóm đang rất tích cực tại bên kia An Nắng vâng đang cắt con sông An để vào phao nhà bè vòng thứ hai là ông trải của xóm một Thank you.
xóm 1. Vâng. Vâng, đang vào phòng nhà đời là ông trai của xóm 1. Ông nói là anh em chân trèo xóm 1 tôi cố đi. Cổ động viên xóm 1 ơi. Xin chú các chung như toàn thể bà con nhân dân máy nổ tràng báo tay chào mừng ông trai xóm 1 đang tiến vào phòng nhà đời vòng thứ 2. Ông nói là anh em chân trèo xóm 1 tôi cố đi. Không phải đấy, mặt đẹp. Không, nước ngọt. Nước mà, nước trắng mà. Đây đây, anh còn. Anh còn 12, 13. Chào xóm 8 ơi, cửa lên.
Cổ động viên xóm 8 đi. Vâng, vì đây là khoảng cách của các xóm tết thứ hai đầy cũng tết gần. Ba xóm Chùa Trong đã truy quyền vào Hòa Sấu và đang cũng như xưa trở về. Như vậy là chúng tôi thấy xóm 10 và xóm 5 cũng đang quyết liệt, xóm 10 và xóm 10 khu cũng đang quyết liệt và xóm 5 cũng đang bám theo sau. Vâng, đang lần thấu xóm Chùa Trong đã tắt đi xuôi, trở về vào quân địa. Vâng, như vậy là chúng ta vừa nhìn vâng, đang cấp quân sự ngang để bàn thao nhà đại bằng thứ 3 là ông trại của xóm 7. Xin nhận được chào mừng ông nói và anh em trên trò xóm 7. Xóm 7 ơi, cố lên! Ông nói và anh em trên trò xóm 7 ơi! Cố lên! Cố lên ông xóm 7 ơi! Còn xin tư khánh tư đi cảnh để bà con nhân dân hãy chào mừng ông trại xóm 7 đang vào vòng thứ 3 tại phao nhà bè. Ông nói và anh em trên trò xóm 7 ơi, cố lên! Vâng, tiếp theo chúng ta đang thấy màn tranh nhau vào pha nhà đòi là ông trải của xóm xóm 3 và xóm 9. Vâng, như vậy là xóm 3 đã vượt xóm 9 tại pha nhà đòi. Chúng ta nhận thấy ông trải của xóm 3 đang tiến vào pha nhà đòi cùng với ông trải xóm 9. Vâng, tất nhất là xóm 9 ơi, móc vào đi. Vâng, đằng sau chúng ta nhận thấy là xóm Cửu Ngoài đang ra sức để bám sát. Hai xóm đã tạo thuận lợi cơ hội cho xóm Cửu Ngoài để hút ngắn khoảng cách. Em xin nhiệt liệt chào mừng ông lái và anh em chân trèo xóm 3. Và xin nhiệt liệt chào mừng ông lái và anh em chân trèo xóm 9. Xin nhiệt liệt chào mừng ông lái và anh em chân trèo xóm Cửu Ngoài. Vâng, như vậy là ba xóm đang tiến vào vòng nhà đẹp. Vâng, xóm 2, ông trại của xóm 2 cũng đang ra sức để đuổi ba xóm lần trước. Xin nhiệt liệt chào mừng ông nói và anh em trên trường xóm 2. Xóm 2 ơi, cố lên! Như vậy là chúng ta nhận thấy bốn ông trại của chúng ta đang vào pha nhà đè vòng thứ 3 rất quyết liệt. Vâng, chúng ta sẽ được chứng kiến màn nước được lên vòng vòng 6. Bốn lần trải này sẽ đánh đua trên từ pha nhà bè lên pha Hòa Sáu. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng bốn lần trải của chúng ta đã hoàn thành vòng thứ 3 tại pha nhà bè. Vâng, như vậy là đang ngược dòng sinh cơ lên pha Hòa Sáu. Chúng ta nhận thấy xóm 9 đã mở nước để vượt. Chúng ta nhận thấy xóm Chùa Ngoài cũng đang ra sức để bám sát. Vâng, chúng ta nhận thấy ông trại của xóm Chùa Trong đã bỏ khoảng cách rất xa của tiếp đoạn sau. Khoảng cách cũng tương đối an toàn. Cổ động viên xóm 6 ơi! Ông nói là anh em chân treo xóm 6 ơi! Cố lên! Vâng, như vậy là ông trại xóm 6 đang tiến vào pha nhà bè vòng thứ 3. Vòng tiếp theo, xóm 6 là xóm 11. Ông lái và anh em chân trèo xóm 11 đã cố lên. Vâng, ông lái và anh em chân trèo cố lên. Vâng, hai ông trại của chúng ta đang tiến vào pha nhà bè vòng thứ 3. Xin quý khách cũng như tất cả các cổ động viên chúng ta hãy mở những tràng pháo tay chào mừng cho hai ông trại của chúng ta hoàn thành vòng thi tại pha nhà bè vòng thứ 3. Vâng, như vậy là chúng ta nhận thấy ông trại của xóm 11 cũng đang quyết liệt để vượt. Sao mà 10 đi cái gì đấy? Vâng, với tốc độ như thế
mưa áo phong này nè. Ôi nỗi như thế nào ông bảo vậy thì ở đây quý nhất là gì bảo là tôi quý nhất là mấy giày thế ông ấy sai quân lính là thửa bấm mấy giày thế là ông ấy dâng lên Phật thánh từ đấy là ông ấy thoải mái tâm tư coi là ông ấy thấy rất là hòa bình ông trải vừa xuống núi đang tiến vào tòa nhà rồi vòng thứ ba tôi xin nhiệt liệt chào mừng ông nái và anh em chân chào cho bốn cảm ơn ông cố lên. Vâng, như bây giờ anh trai vừa xong đến đang tiến vào vòng thứ 3. Xin nhiệt liệt chào mừng ông Nái và anh em chân trèo xóm 4 nào. Xóm 4 ơi! Ông Nái và anh em chân trèo xóm 4 ơi! Tôi xin cứ cách đáng nổ những trạng pháo tay đầu tiên cho ông Nái và anh em chân trèo xóm 4 ơi! Xin nhiệt liệt chào mừng ông trai xóm 4 đang vào vòng thứ 3 tại khoa nhà B. Xin mang vào phòng nhà bà vòng thứ ba là ông trải xóm một ông nói và anh em chân trèo xóm một ơi lên chúng ta sắp vào vòng thứ ba tại phòng nhà bà cổ động viên xóm một ơi ông xin một chào mừng ông nói và anh em chân trèo xóm một đang hoàn thành vòng thứ ba tại phòng nhà bà. Vâng, như vậy là ông nói là anh em dân trèo xóm 1 đang quyền phong nhà bè để tiến lên phong gò 6 bắt được xuôi để vào trình diện. Chúng trèo xóm đang vào trình diện. Vâng, cổ động viên xóm trèo xóm đi. Ông nói là anh em dân trèo xóm trèo xóm đi. Trong đang trình diễn thứ nhất, vâng, đang đi đầu đoàn để vào trình diễn nào. Vâng, xin quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân chúng ta hãy nổ trang pháo tan chào mừng ông trải xóm trèo trắng. Vâng, xin nhiệt liệt chào mừng chúc mừng ông trải xóm trèo trắng đã vào trình diễn đi đầu tiên. Xin quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân hãy nổ trang pháo tan chào mừng xóm trèo trắng. Đầu tiên bằng khoảng cách cũng rất xa, bằng khoảng cách đã xa hơn vòng thứ ba. Bằng xin nguyện được chào mừng ông nói và anh em chân trèo chân chùa trong. Chúng ta sẽ bắt bước xuôi về bắt giải. Vâng, như vậy là khoảng cách cũng khá xa. Bằng cũng rất cũng là chưa chắc an toàn. Nên ông nói và anh em chân trèo chân chùa trong ơi, hãy cố lên! Cố lên! Ông nói và anh em chân trèo xóm trèo trong ơi, cố lên! Cố lên! Vâng, màn nước xưa này chúng ta phải chạy thật quân. Vâng, ông nói và anh em chân trèo xóm trèo trong ơi, cổ lên nguyên xóm trèo trong ơi! Cố lên! Vâng, như vậy là khoảng cách. Vâng, anh em chân trèo xóm năm. Vâng, chừng hai ống trải của chúng ta đang tiến vào phong và đầu để trình diện. Vâng, như vậy mà khoảng cách của hai xóm này cũng rất gần. Vâng, ông nói là anh em chân trèo xóm mười đêm. Ông nói là anh em chân trèo xóm năm mươi cố lên. Vâng, xin quý khách cũng như toàn thể bà con nhân dân chúng ta hãy nửa trang thái tay để chào mừng ống trải xóm năm và xóm mười và xóm năm đang tiến vào phong và đầu để trình diện. Ông nói là anh em chân trèo xóm mười ơi. Ông nói là anh em chân trèo xóm năm ơi.
như vậy là sẽ nuôi đang trình diện tại quan nhà bè và tiếp theo là sớm năm đang trình diện tại quan nhà bè xin nhiệt liệt chào mừng hai ông trại. Còn tiếp theo là ông trại sớm mà tổ khu vâng xin nhiệt liệt chào mừng ông nái và anh em chân trời sớm nội khu đang đến vào quan nhà bè để chi tiết ông nái và anh em chân trời sớm nội khu tiếp theo chúng ta nhận thấy ông trại xóm 8 cũng đang cắt cho con sơn lang để theo vào khoa nhà bè để trình diện cổ động viên xóm 8 ơi ông nói là anh em chân trời xóm 8 ơi cổ động viên xóm 8 ơi ông nói anh em chân trời xóm 8 ơi cổ động viên mong xin tư thức cùng chúng ta để bà con nhân dân chúng ta nổ đứng trong pháo tay để chào mừng các ông trại của chúng ta. Vâng, như vậy là ông trại xóm 8 đang vào tay nhà bè để trình diện. Vâng, mà một lửa cũng như là bàn tranh giành các vị trí sẽ còn thay đổi đến khi bắt đầu. Đồng chí nguyên được chào mừng ông nói và anh em chân trèo xóm 8. Vâng, như vậy là ông trại số 9 đang trình diện lại để về bắt lại.
và tiếp theo chúng ta hãy chạy cửa số 2 đang vào phải nhà bè để trình viên xin quý khách cũng như toàn thể bà con chúng ta hãy lùi những cơn gió tay để cổ vũ cho các ông chàng của chúng ta. Vâng, tay chàng của chúng ta đang vào phải nhà bè để vượt đuổi những màn sẽ có những màn vượt đuổi ai sẽ vào cấm trước. Vâng, xin nhiệt liệt chào mừng hai ông chàng số 9 và số 2 Bắc Lưu Sơn Lê Bắc Hải. Chúng ta nhận thấy đang tiến vào con sông ngang là ông Chảy sống xấu. Vâng, đang tiến vào sông ngang vào đời là ông Chảy sống 3. Vâng, như vậy là chuyện chúng ta đến mang được của Lưu Sơn Lê Bắc Hải. Vâng, xin nhiệt liệt chào mừng ông đã là nhân dân chơi sống 3. Vâng, như vậy là ông chạy sống 3 đang vào phá trình viên. Xin nhận được chào mừng ông chạy sống 3 đang vào phá trình viên. Ông đã là nhân dân chơi sống 3. Cố lên! Cố lên! Vâng, như vậy là ông chạy sống 3 đang vào phá nhà bè trình viên. Ông đã mang nhân dân chờ sống. Ông bà cố lên nào. Cố lên, chúng ta đang bắt đuôi xuôi rồi bắt chạy. Yeah.
thắng là gì em ơi cớ ơi cho anh quay đi anh ơi, cho em nhờ tí cái áo mưa ấy, nhờ áo mưa. Oh, yeah.